Mỹ định chuyển lô bom dẫn đường hơn 300 triệu đô la Mỹ cho Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt kế hoạch cung cấp loạt bom dẫn đường SPICE trị giá 320 triệu đô la Mỹ cho Israel và đang chờ Quốc hội thông qua. Tờ Wall Street Journal hôm nay công bố bức thư được Bộ Ngoại giao Mỹ gửi đến Quốc hội hồi tuần trước, trong đó thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép doanh nghiệp quốc phòng Rafael USA điều chỉnh thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với tập đoàn mẹ Rafael Advanced Defense Systems ở Israel, giúp họ chuyển số lượng chưa xác định bom SPICE cho Bộ Quốc phòng Israel sử dụng. Rafael USA cũng có trách nhiệm cung cấp cho quân đội Israel tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ lắp ráp và kiểm tra số vũ khí này. Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để quyết định có chặn thỏa thuận hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ Quốc hội, thương vụ sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Chính quyền Mỹ hồi năm 2020 từng phê duyệt chuyển giao lô bom SPICE với trị giá 402 triệu đô la Mỹ cho Israel. SPICE là dòng bom dẫn đường do Israel phát triển, thay thế bom JDAM của Mỹ. Nó sử dụng cụm thiết bị dẫn đường gắn ngoài bom tương tự JDAM, nhưng được lắp cả hệ thống định vị vệ tinh và đầu dò quang, điện tử. Phi công cũng có thể tự dẫn bom đến mục tiêu hoặc ra lệnh hủy, thay vì dựa hoàn toàn vào hệ thống định vị vệ tinh như JDAM. Mỹ là đồng minh thân thiết của Israel, nhưng chính quyền Tổng thống Biden khẳng định giới chức Israel tự mình quyết định hoạt động quân sự và Washington nhiều lần kêu gọi bảo vệ thường dân trong khu vực. Giao tranh giữa Hamas và Israel đã bước sang ngày thứ 32 tính đến 7/11, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng, hơn 31.000 người bị thương ở cả hai bên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.